Trong video này, anh em nhà sàn sẽ chia sẻ về 1. Giới thiệu về đá mã não agate. 2. Các loại đá mã não trong thế giới tự nhiên. 3. Tác dụng và ý nghĩa phong thủy của đá mã não tự nhiên. 4. Đá mã não được dùng để làm gì? 5. Địa chỉ cung cấp đá mã não tự nhiên uy tín, giá tốt. Đá mã não là một trong số các loại đá quý do thiên nhiên tạo nên. Với dòng năng lượng được chắt lọc hàng triệu năm, chúng có khả năng phát ra các rung động để dễ dàng bắt nhịp được với vận khí tốt lành, sự may mắn. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng tìm hiểu về các loại, tác dụng và nơi mua của đá mã não nhé. 1. Giới thiệu về đá mã não. Đá mã não có tên khoa học là agate, chúng được biết đến là biến thể của thạch anh. Theo các nghiên cứu, sự hình thành của mã não vô cùng đặc biệt. Đó chính là được hình thành từ sự lắng động từ các khoáng chất tự nhiên bám dính trong hốc đá, vỏ ốc, trong các lớp trầm tích núi lửa. Điển hình nhất là quá trình kết tổ của khoáng chất CO2 trong nước. Sự kết tổ của các khoáng chất này đã tạo ra các lớp xen kẽ và hình thành nên các đường vân đặc trưng của đá mã não agate. 2. Các loại đá mã não trong thế giới tự nhiên. Trong giới tự nhiên, đá mã não được xem là viên đá có nhiều màu sắc cực kỳ đa dạng nhờ vào đường vân đa dạng từ màu trắng, đen, xanh, vàng, đỏ, nâu ở tại Việt Nam. Một số màu sắc phổ biến nhất là đá mã não trắng sữa, đây là màu tồn tại không nhiều nhưng lại mang năng lượng được cho là có khả năng cân bằng trường âm dương. Đá mã não xanh lá, xanh rêu là màu sắc tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ, giúp chủ nhân rũ bỏ những tù túng, trở ngại trong tinh thần để tạo ra một cuộc sống hứng khởi. Đá mã não xanh dương, đây là của sự hy vọng, sự phát triển và tự tin. Nếu bạn là người luôn cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp, thể hiện quan điểm của bản thân thì mã não xanh dương sẽ là vật phẩm phù hợp dành cho bạn. Đá mã não vàng, đây là màu của sự hưng thịnh và giàu có. Đưa đá mã não vàng đồng hành trong kinh doanh, buôn bán sẽ giúp chủ nhân gặt hái quả ngọt. 3. Tác dụng và ý nghĩa phong thủy của đá mã não tự nhiên. Trải qua hàng triệu năm hình thành và nạp linh khí từ đất trời mà đá mã não được ví như Phật giáo Pháp Bảo đem đến những tác dụng cũng như ý nghĩa phong thủy tốt đẹp như tác dụng của đá mã não agate. Đầu tiên, đá mã não agate được cho là có khả năng hấp thụ và chuyển hóa những tia năng lượng xấu thành năng lượng tốt để làm thuyên giảm mọi sự mệt mỏi và căng thẳng. Mã não còn là loại đá được ứng dụng trong nền y học nhờ vào khả năng hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng khả năng miễn dịch, làm giảm stress, cải thiện chất lượng giấc ngủ. 4. Ý nghĩa phong thủy của mã não. Đá mã não được sử dụng làm bùa hộ mệnh, giúp xua đuổi tà khí, bảo vệ chủ nhân khỏi những điều xấu. Đặt một trụ đá mã não tại phòng khách, phòng ngủ sẽ giúp ngăn chặn các trường âm khí, tia hắc xạ. Ngoài ra, đá mã não cũng được cho là có tác dụng kích hoạt tài lộc, may mắn, giúp chủ nhân thăng tiến trong công việc, kinh doanh. 5. Đá mã não được dùng để làm gì? Mang năng lượng triệu năm mà đá mã não được sử dụng để chế tác thành các vật phẩm phong thủy trang trí, cụ thể là bày trí theo hướng hợp mệnh của gia chủ, đặt đá mã não theo hướng hợp mệnh của gia chủ sẽ giúp kích hoạt năng lượng, thu hút may mắn và tài lộc. Bày trí tại vị trí quan trọng, phòng khách, phòng làm việc, cửa ra vào, cửa hàng sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực, hỗ trợ bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu xa. Bày trí đá mã não theo màu sắc, mỗi loại đá mã não có một màu sắc và ý nghĩa phong thủy khác nhau. Bạn có thể bày trí đá mã não theo màu sắc để thu hút những điều tốt lành, phù hợp với mục đích của mình. 6. Địa chỉ cung cấp đá mã não, tự nhiên uy tín, giá tốt. Nhà sàn Tây Nguyên là một trong những thương hiệu hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực đá quý phong thủy. Nơi đây chuyên cung cấp các loại đá bán quý như thạch anh, calcedon, gỗ quá thạch và mã não, được lấy từ vùng Tây Nguyên Việt Nam, hoàn toàn là đá thiên nhiên 100%. Với phương châm mong muốn giới thiệu đá phong thủy Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, nhà sàn chỉ có đá thiên nhiên trong nước, nói không với đá của nước ngoài. Do đó, gia chủ có thể yên tâm tin tưởng khi lựa chọn nhà sàn là đơn vị lý tưởng để trải nghiệm đá phong thủy.